Tình hình ở bên nước Mỹ của chúng ta vẫn liên quan đến vấn đề virus corona. Thì Bộ Tư pháp đúng ra thì họ không nên bỏ cái cuộc điều tra chống lại thống đốc tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo. Đây là lời tuyên bố của dân biểu Hạ viện. Ông bà Lee Zeldin là một người đang tìm cách ra tranh cử chức kế thống đốc của tiểu bang New York chống lại ông Andrew Cuomo trong cái lần tranh cử sắp tới. Bà là một người đảng viên Đảng Cộng Hòa tiểu bang New York thì có những cái lời phát biểu trên cái chương trình Wake Up America. Thì bà nói rằng những người dân yêu tiểu bang New York thì hiện nay họ rất là quan tâm đến cái vấn đề tình trạng của tiểu bang ngày càng sa sút, tiều tụy và có rất nhiều cái vấn đề xã hội cần phải thay đổi. Cho nên họ yêu cầu rằng là ông thống đốc tiểu bang phải có trách nhiệm giải thích, giải trình trong những cái sự việc xảy ra trong cái thời gian mà tiểu bang New York bị cơn đại dịch và ông đã đưa những người cao niên vào trong những cái viện dưỡng lão để mà chữa trị, và điều này đã làm cho một số lượng rất lớn những người cao niên đã phải bị tử vong. Vào cuối tuần trước thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cho biết rằng họ sẽ không mở tiếp tục cái cuộc điều tra về những cái hành động của thống đốc tiểu bang New York khi xưa, khi ông hành xử để mà giải quyết cái vấn đề mà những người cao niên lây nhiễm với virus corona. Và trong chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump khi xưa thì Bộ Tư pháp họ cũng đã có những cái chương trình làm việc để mà thu thập, tìm kiếm những cái dữ liệu thông tin của tiểu bang New York, tiểu bang New Jersey, Pennsylvania, Michigan liên quan đến số lượng trường hợp bao nhiêu người đã bị tử vong liên quan trực tiếp đến virus corona tại trong những viện dưỡng lão. Và cái yêu cầu này được đưa ra trong khi vẫn còn rất nhiều cái câu hỏi liên quan liệu rằng một số tiểu bang, nhất là tiểu bang New York, có cái khả năng gây ra trường hợp rất nhiều tử vong những người cao niên bằng cách bắt buộc những người này phải tạm trú trong những viện dưỡng lão như vậy. Bộ Tư pháp thì họ không có cân nhắc công khai theo như những cái vấn đề điều tra liên quan đến các viện dưỡng lão này. Tuy nhiên thì Bộ Tư pháp họ thực sự họ là một cái cơ quan có thẩm quyền, tại vì khi mà các viện dưỡng lão tư nhân họ nhận những cái tiền mà trợ cấp như là của các cơ quan Medicare, Medicaid để mà cho những người cư dân ở trong những cái viện dưỡng lão này thì Bộ Tư pháp tự nhiên là họ có cái trách nhiệm liên quan. Bởi vậy cái sự việc mà các viện dưỡng lão ở bên tiểu bang New York họ đã che đậy những cái sự bê bối, những cái việc mà vi phạm luật lệ, họ đã sách nhiễu, họ đã lạm dụng những người già và còn rất nhiều cái điều khác xảy ra tại các viện dưỡng lão này ở bên New York, thì đây là những cái cơ sở mà để mà có những cái cuộc kiện tụng như vậy đối với thống đốc của tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo. Tuy nhiên ông Andrew Cuomo thì ông vẫn tiếp tục nói rằng ông không có tội gì cả. Ông là một người được người dân tiểu bang New York bầu lên, cho nên ông sẽ không từ chức. Và hiện nay thì ông vẫn đang có những cái chương trình tiếp tục để mà đi quyên góp tiền cho cái công cuộc mà tranh cử sắp tới của ông. Và thưa quý vị, theo như bà Giao Đinh thì bà nói rằng bà không nghĩ rằng ông Andrew Cuomo sẽ thắng cử lại chức vụ thống đốc cho tiểu bang New York vào năm 2022. Tại vì nếu mà ông ta vẫn tiếp tục trốn tránh những cái trách nhiệm và không có những cái lời giải thích thì cái tương lai trong cái con đường tranh cử của ông nó không có sáng sủa gì mấy, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng mong như vậy, tại vì ông phải có lời giải thích cho người dân cần được biết. Ngoài ra thì ông này còn cái vụ mà sàm sỡ phụ nữ nữa, quý vị thấy không? Cả chục phụ nữ mà cuối cùng rồi cũng im từ từ đi vào quên lãng hay sao đây. Thành ra vấn đề nó vẫn là cái vấn đề họ giúp đỡ che chở cho nhau. Cho nên ông này không bị khui mà ngoài ra lại còn được viết một vài cuốn sách để bán nữa. Và trong đó ca tụng công đức của ông ta. Thành ra đó là những cái vô lý của vị thế. Bên này đi cái gì cũng có thể xảy ra vào lúc này. Họ làm đủ trò và cái người dân cũng là một cái để thử thách cái người dân Hoa Kỳ coi là phản ứng như thế nào. Còn nếu mà quý vị ngồi thụ động hoài thì họ sẽ còn làm những cái trò khác.